Vâng, những người mà không có hiểu biết về pháp luật khi mà họ phạm tội thì đã đáng trách một rồi. Thế nhưng đối với những người mà lại có hiểu biết pháp luật mà vẫn phạm tội thì lại đáng trách 10. Và vào tối qua, mùng 1 tháng 10, Công an quận 1 thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố, khám xét nơi ở của ông Lâm Hoàng Tùng là giảng viên trường đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại thành phố Hồ Chí Minh và ông Nguyễn Hải Nam, phó chánh án Tòa án nhân dân quận 4 để điều tra về hành vi xâm phạm chỗ ở người khác theo điều 158 Bộ luật hình sự. Vụ việc này đang gây xôn xao dư luận những ngày vừa qua. Theo đó, từ 19 giờ tối ngày 1 tháng 10, Công an quận 1 tiến hành khám xét nơi ở của ông Tùng tại một chung cư cao cấp nằm trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 12, quận Bình Thạnh. Sau 2 giờ đồng hồ, hàng chục công an đã áp giải ông Tùng lên phương tiện chuyên dụng về cơ quan công an. Lực lượng chức năng cũng thu giữ nhiều tài liệu để phục vụ công tác điều tra. Trước đó, công an đã hoàn tất việc khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Hải Nam, phó chánh án Tòa án nhân dân quận 4. Trước đó, ngày 19 tháng 9, một nhóm người, trong đó có ông Nguyễn Hải Nam và ông Lâm Hoàng Tùng, đã đến ngôi nhà trên đường Nguyễn Bình Khiêm, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh để bắt ba đứa con của bà Hoàng Thị Thu Thảo, là người có tranh chấp dân sự với ông Nam và Tùng, đưa lên taxi nhưng bất thành. Sau đó chiếm giữ ngôi nhà trên, và từ đó đến nay, vụ việc đã gây nhiều bức xúc trong dư luận trong thời gian gần đây.